Buổi tối đây là thời điểm mà các tế bào da của chúng ta cần được tái tạo và phục hồi. Vì vậy, việc chăm sóc da vào buổi tối rất là quan trọng. Hiện tại mình đang sử dụng cái phương pháp thoa kem một cách là trộn lại các mỹ phẩm với nhau để tiết kiệm thời gian hơn cho những chị em bận rộn. Nhưng theo các chuyên gia y tế thì chúng ta nên chăm sóc da bằng các bước kỹ lưỡng như sau. Bước thứ nhất đó chính là chúng ta làm sạch da bằng sữa rửa mặt để lấy đi các bụi bẩn trên da. Bên cạnh đó, giống như chúng ta đã rửa đi cái lớp makeup cả ngày để không còn ảnh hưởng nữa. Bước thứ hai đó chính là chúng ta sẽ phục hồi tái tạo nền da và điều trị các vấn đề về da. Ở đây mình sử dụng serum vàng để phục hồi tái tạo nền da bị yếu mỏng. Sau đó sử dụng serum mụn để điều trị mụn trên da. Và bên cạnh đó mình sử dụng cao nám để đẩy nám ở bên trong da ra. Bên cạnh đó cao nám còn có tác dụng là gom còi mụn, làm cho da không bị sưng đỏ sau khi nặn mụn, không bị thâm, làm mờ dần các vết thâm nám hiện có, đánh bay các đốm tàn nhang nhỏ trên da. Sau độ tuổi 30 thì làn da chúng ta sẽ yếu do các nội tiết tố trong cơ thể thay đổi. Bước thứ ba là chúng ta cần phải cấp ẩm cho nền da. Ở đây mình sử dụng toner tế bào gốc để cung cấp collagen giúp cho làn da chúng ta được phục hồi từ bên trong. Cấp ẩm, đủ ẩm và cân bằng ẩm, kiềm dầu, kiềm nhờn cho các loại da của chị em chúng ta. Bên cạnh đó, để việc cấp ẩm tốt hơn thì hàng ngày chúng ta cần phải tạo thói quen uống nước đầy đủ để cấp nước cho da thật tốt. Và bước cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải dưỡng ẩm cho da một cách tốt bằng kem dưỡng ẩm, hoặc chúng ta có thể xịt bằng một lớp xịt khoáng cuối cùng để nó khóa ẩm, khóa lại các dưỡng chất chúng ta vừa mới thoa lên da. Vừa rồi là 4 bước mà mình đã chia sẻ cho các bạn để chăm sóc làn da thật kỹ vào buổi tối. Chúc cho chị em phụ nữ có một nền da sáng bóng đẹp tuyệt vời nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào video sau.